thấy cũng khá là cũ kỹ rồi. Thường là cô bác của anh chị. Mà em lấy ba cái đồ mấy em nhét lại, em ném ba cái lỗ lủng nữa. Rồi sao leo lên được? Thì em bắt thang lên. Ôi sao điện nhìn thấy ghê vậy anh qua. Nè, nhìn điện nè cô bác của anh chị. Anh Giang chứ kêu là Hoàng. Hoàng là con. Ây, ra sao? Đồ của mấy đứa đỡ gì nè anh? Dạ. À, cái chỗ này là chỗ mình nấu ăn đây hả? Dạ, chỗ nấu ăn đó anh. Dạ. Che bởi mấy tấm tôn này đó hả? Dạ. Cũng tôn cũng ta cho ra đỡ không, nó dừng lại để mưa, anh sợ mưa tạt. Ừ, đây là mâm sống chén của mình đó hả? Dạ. Ở đây thì được che tạm bờ bởi những cái tấm thiết như thế này ha. Dạ. Bà đó hả? Dạ. Trước dạ. Mắt là gửi cho gia đình mình 500.000 này là dạ. Của một chị giấu tên ở Canada. Nha, thay mặt của chị gửi cho gia đình mình hôm nay thì cũng gặp. Nói là dễ quay về thôi chứ đâu ép mới được. Quen rồi anh ơi. Người ta đã không nghĩ mình là mình cũng không nghĩ gì cho tới người ta đâu. Nhìn thấy bên kia rồi. Thì dăng những cái miếng ngủ à, con ngủ đâu? Dạ ngủ bên này. Con ngủ đó. Có mưa có tạt không? Dạ có. Dột trên này rồi biết ngủ kia chả hả? Dột trên này đó hả? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại nhà anh Giang, người mà vợ bỏ đi phải nuôi ba người con với lại một người mẹ bị bệnh với lại một người ngoại á cô bác quý anh chị. Người ngoại cũng lớn tuổi rồi. Thì cũng sau một thời gian mà quay xong á, hoàn thành xong ngôi nhà. Lúc đó thì chưa có dọn đồ vô và hôm nay thì cũng dọn đồ vô xong rồi và hôm nay Bùi Hồ muốn qua thăm gia đình anh Giang cũng như là thêm cho anh một cái tin mừng. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ cũng như là coi lại ngôi nhà mới của anh Giang sau khi dọn đồ vô thì ngôi nhà sẽ như thế nào nha. Thông tin với cô bác quý anh chị thì ngôi nhà này được các chú ở Canada đã hỗ trợ cho gia đình của anh Giang. Và đây là cái mái trước này cô bác quý anh chị. Làm toàn bộ mới, sửa mới luôn. Và đây là cái cửa sổ á. Đó, đây. À, cửa sổ này kéo ra, kéo vô được. Chào ba, chào cô. Con, rồi. Ngồi vậy trọng. Mới tới anh, đang quay clip. Thôi đi con. Rồi khỏe không gầy, cô khỏe không? Nói gì nhiều rồi nè. Cũng còn bự ha. Có con thuốc gì không cô? Uống dữ lắm đó, ba giờ mua bảo ngoại gửi về nha. Bà ở Bến Tre, ở Tiền Giang. Dạ. Gửi về cho cô luôn, uống thấy đỡ không? Nó thấy nó không có giảm gì hết trơn. Thông tin cô bác của anh chị là cô một mạnh thường quân ở Tiền Giang á, gửi thuốc về, thuốc nam về để chạy chữa cho cô. Mong thì ta nói là thuốc nam thì mai thầy phước chủ, mong thì nó sẽ trúng thuốc và sẽ hết ha. Dạ. Dạ, thôi cô nghỉ ngơi đi, con nói nhiều sao cô mệt nữa. Dạ, dạ. Có nhà mới vui không trọng? Dạ vui. Nhiều không? Dạ nhiều. Nhiều hả? Ừ. Có nói gì với cô chú không? Cảm ơn đã cho người nhà không có mưa dột nữa. Rồi. Hôm nay là không đi làm anh Giang? Dạ không ạ. Dạ hả? Nhà, dạ. Ở nhà luôn hả? Dạ. Ôi, đây cho dẫn dạ. Mấy nè mình đi vô trọng cái đi ha. Dạ. Đây là cái dách đằng trước này cô bác của anh chị. Đó, dừng lại hết rồi. Thì đây là cái này là thay mới luôn hay cô ha? Dạ. Cái miếng này nè. Sơn lên nhìn thấy nó lịch sự hơn là lúc kỳ rồi ha. Ở đầu cái đoạn clip thì cô bác của anh chị sẽ thấy được rằng là cái nhà cũ của anh Giang là như thế nào. Và đây là sơn mới một màu xanh xanh bông phấn nè. Đây điện đây. Đó, thấy không? Đây một bóng đèn ở trong này với lại một bóng đèn ở ngoài trước nè cô bác của anh chị. Đó. Hôm nay thì bàn thờ thì để ở đây rất là khang trang luôn. Nhìn hết cái cảnh mà dây điện gối rồi ha. Ở đây là anh Giang, ở đây là nữa mình ngủ luôn hay sao anh Giang? Dạ. Chỗ này nè. Nữa em làm phòng ngủ. Làm phòng ngủ luôn ha? Dạ. Đây một bóng đèn. Nực dữ không anh Giang, nực hay mát? Dạ không nực anh. Không nực ha? Dạ. Đây.
Anh Hai á. Anh Hai ngủ hả? Dạ. Nó nhỏ nhỏ. Nó sao nè? Ở nhà vệ sinh. Đây cô bác của anh chị. Dưới này gạch nè, thấy không? Nước đã đi hết trơn nha. Rồi anh. Nó bị sốc ấm em mới làm lại. Dạ hả? Dạ. Bị ấy keo hay gì anh nha? Dạ. Này nè, anh này bấm được không? Được anh. Cái này là đi hết rồi ha. Dạ. Con lành nè. Ôi nhìn bữa nay nhà y ra nhà mới luôn trời. Rồi thì qua anh đây đi. Đây có cửa sau này nữa. Mưa này nó đâu tạt vô ha anh Giang? Không tạt anh, nó có cửa cũng đỡ. Dạ. Có cửa sau luôn nè cô bác anh chị đấy không? Đó. Ôi sáng hồng cô bác anh chị thấy sáng hồng. Đó. Mừng dữ không anh Giang? Dạ cũng mừng anh. Đây tối chắc ra đây cũng ngủ ở đây quá. Dạ anh Hai ngủ đó. Vậy hả? Dạ. À, tối đi làm kiếm cơm kiếm cá hả? Dạ. Ở vậy thức trễ ha. Rồi cậu bác của anh chị thấy như thế nào? Anh thấy vừa ý không anh? Dạ được, em vừa ý. Ừ. Rồi ngoại ngủ đây hả? Dạ. Lúc trước là ngủ đâu tao? Ngoài này phải không? Ngoài ngủ ngoài này. Ừ, bây giờ vô đây ngủ rồi. Dạ. Ngon lành rồi ha. Chào ngoại. Chào ngoại. Hả? Con chào ngoại. Dạ. Khỏe không ngoại? Hồi nãy. Khỏe không? Dạ, khỏe. Khỏe hả? Dạ. Ăn sáng chưa? Ăn rồi. Sáng ăn gì rồi? Cháo. Ăn cháo hả? Dạ. Thôi ngoại, ngoại ngồi nghỉ nha. Dạ. Qua đây đi anh Giang ơi, qua đây đi để cho ngoại. Ở dưới này nè. Con trọng lên đây luôn. Rồi mẹ em nghi rồi. Nghi đi trời. Ừ. Trọng với lại tên gì? Quang. Quang. Trời ơi. Quên rồi. Hôm ngày dịch bệnh quá tính qua rồi. Hôm nay là qua ngày thứ 7 rồi. Dạ. Ừ. Đó cô bác của anh chị thấy cảnh khổ không? Một người già, một người bệnh với ba đứa con. Ngày là tiêu tốn nhiêu tiền hay anh Giang? Dạ, ngày tụi nó ăn đâu cá chăm. Dạ. Ăn giặt là nhiều quá. Dạ. Còn cá mắm đâu có tốt hả? Cá mắm thì khi em đi xịt. Ừ. Thôi mình xuống đây mình ngồi đi anh ơi. Cái này ngồi đây. Cái này ngồi nè con. Không sao á. Hôm nay thì đến đây gia đình của mình á. Thì trước tiên là em quay lại cho cô bác quý anh chị cho các chú ở Canada đó. Biết được cái ngôi nhà mình sau khi dọn đồ vô ở là như thế nào. Cái thứ hai là em sẽ công bố lại cái số tiền, cũng như là thông báo cho anh một cái tin mừng luôn ha. Hôm nay là ngày thứ 7 rồi. Thưa cô bác quý anh chị, cũng như là công bố hỗ trợ lại cái số tiền của các chú luôn. Thì thưa cô bác quý anh chị cũng như thưa các chú ở Canada, thì ở cái đợt thứ sau khi mà cái quỹ các chú xây nhà của chị Loan xong thì mình còn lại là 51.500.000 đồng. Thì sau đó thì chú Hùng mới chuyển cho Bùi Hồ là 70 triệu đồng, là tổng cộng là 121.500.000 đồng. Thì xây nhà anh Giang thì là mình xây tốn là hai ông thợ là 100 triệu đồng, ở clip trước em có nói. Thì còn lại là 121.500, trừ 100 triệu thì còn lại 21.500.000 đồng. Thì nghe nói là anh Giang là cũng có hỏi nợ, để mà hỏi nợ ngân hàng chính sách để mà mua thuốc cho mẹ, trị bệnh cho mẹ. Thì các chú thấy cái hiếu thảo của anh Giang đó, thì các chú muốn giúp luôn cho anh hết cái phần nợ này, để mà anh Giang có cái tinh thần thoải mái, để mà có một cái sức khỏe để vượt qua thêm cái khó khăn. Thì hôm trước anh nói là nợ lãi hỏi ngân hàng là 40 triệu. Đó, thì có giấy tờ thì Bùi Hồ đã quay ở clip trước. Thì sau đó thì lần hai thì chú Hùng mới chuyển cho Bùi Hồ nữa là 30 triệu nữa. Thì tổng cộng số tiền của Bùi Hồ đang giữ của quỹ của các chú là 51.500.000 đồng. Thì trả nợ ngân hàng của anh Giang là 40 triệu đồng. Nhưng mà hiện nay thì hôm nay là hôm qua thì buổi chiều không phải ông được. Thì buổi sáng hôm nay là ngày thứ 7, thì ông chắc có lẽ là ngày thứ 2 hai anh em mình sẽ đi xuống ngân hàng Thanh Bình hỏi xem sao ha. Anh nói là chạy hướng Thanh Bình mới có không. Thì em sẽ là người hướng dẫn anh đi lại ngân hàng trực tiếp trả nợ luôn. Đó là cho dứt cái phần nợ đó cho khỏe, để thôi bác bệnh mà bây giờ anh Giang mang nợ nữa. Thì các chú thấy được cái sự hiếu thảo của anh đó. Đó thì các chú
cũng giúp cho anh vượt qua khó khăn này luôn. Các chú ở Canada nói là gửi tặng cho Bùi Hồ 10 triệu đồng. Dạ. Thì sẵn đây thì hôm qua nói với anh Giang thì còn lại còn quỹ của các chú là 11 triệu 500, thì các chú nói là gửi tặng cho Bùi Hồ là 10 triệu đồng nhưng mà em nói là không nhận, nhưng mà các chú nói bây giờ không biết thì làm sao. Nhưng mà vậy thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn các chú ở Canada gửi cho Bùi Hồ 10 triệu đồng. Thì số tiền 10 triệu đồng này Bùi Hồ sẽ làm quỹ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo. Yeah. Và trước tiên thì chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ trong dịch Covid này sẽ trích ra quỹ của các chú gửi tặng Bùi Hồ 5 triệu đồng để mà hỗ trợ cho những bà con bị Covid nhân được khó khăn này. Thì anh Giang thì mình khi mà em giúp rồi còn 5 triệu đồng này cho những hoàn cảnh mà khi Bùi Hồ đi quay gặp lại thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn các chú luôn. Thì anh Giang thì số tiền còn lại 40 triệu đồng đó thì thứ hai hai anh em mình đi xem như thế nào. À, thì quỹ của các chú ở Canada còn lại là 1.500.000 đồng. Thông báo cho cô bác quý anh chị, Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn các chú đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ cũng như là hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Đó. Anh Giang thì đây là quỹ của các chú này còn lại là 11.500.000 đồng. Đó thì các chú nói trích 10 triệu đồng này thì Bùi Hồ xin cảm ơn các chú nhận và Bùi Hồ sẽ chuyển cho những cái hoàn cảnh khó khăn trong cái dịch Covid này luôn. Chứ hiện nay còn rất là nhiều khó khăn. Còn lại của các chú là 1.500.000 đồng. Anh Giang thì sau đợt này thì anh có muốn nói lời nào với lại các chú không? Dạ em cũng cảm ơn các mạnh thường quân với lại những chú đã ủng hộ gia đình của em như vậy. Em rất là quý. Em thì cảm ơn các chú nhiều. Mong các chú cứ mỗi ngày làm có cuộc sống mạnh khỏe, vui vẻ mỗi ngày. Dạ. Thì Bùi Hồ xin thay mặt cho gia đình của anh Giang, thay mặt tất cả các gia đình mà các chú đã giúp đỡ, xin cảm ơn các chú rất là nhiều. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ, đã giúp cho những hoàn cảnh khó khăn, một miếng khi đói bằng một gói khi no mà. Con có nói gì không Trọng? Dạ, cảm ơn những mạnh quân ở bên nước ngoài đã cho để cho gia đình con tiền để xây lên ngôi nhà. Quang Ngay. Cảm ơn anh. Cảm ơn đi con. Cảm ơn các chú. Cảm ơn các chú đi con. Con cảm ơn các chú nha. Cảm ơn các chú đã cho con tiền xây ngôi nhà. Giỏi rồi đó. Là giỏi rồi. Rồi cô có nói gì không? Đây cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Chú Hùng, chú Phước, chú kia quên rồi, chú Ban. Chú Ban cũng giúp đỡ gia đình tôi được cái ngôi nhà cho cháu, cho ông bà ở, có nơi ấm ấm. Theo tôi cũng chân thành cảm ơn. Không biết cái gì để nói hơn nữa. Ráng chú Hùng cũng giúp đỡ được là mang ơn dữ lắm. Mang ơn mà uống được luôn á. Dạ. Dạ. Con chúc cô luôn có sức khỏe tốt ha. Dạ. Rồi thôi chắc có lẽ là chào anh Giang thì về chắc khoảng thứ hai thì em qua mấy anh hai anh em mình đi đấy. Tại vì các chú còn gửi tiền 40 triệu để giúp cho gia đình của anh. Tại đây là quỹ của các chú á. Nên thành thử là mình sẽ trích ra những cái hoàn cảnh nào khó khăn ở đâu thì các chú sẽ trích ra. Các chú nói với em thì em sẽ trích ra để mà gửi cho những cái hoàn cảnh khó khăn anh Giang ha. Để cho mình hiểu luôn. Em cảm ơn các chú.